Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel Phong Lý Đức Phi. Đây là video thông tin nhanh One Piece chapter mới. Lưu ý video này không dành cho những anh em ghét spoiler cũng như chờ chapter ra đầy đủ để thưởng thức một cách trọn vẹn. Và video này cũng không phải video phân tích chapter mà chỉ đơn thuần là cung cấp thông tin kèm thêm một vài nhắn nhá cho Sam. Và sau chapter 1116 với tiếp tục là những tiết lộ sốc về khoảng thời gian thế kỷ trống của Vệ Quang, cũng như việc Ban Hải Tặc Roger bị réo tên là tại sao không có hành động, là một chapter 1117 kịch tính hơn thế nữa. Còn cụ thể như thế nào thì ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa. Chúng ta hãy cùng ngồi xuống ăn miếng bánh nướng trang trại và tìm hiểu thông tin nhanh One Piece chapter 1117 sắp tới. Đây chỉ mới là những thông tin đầu tiên, chưa phải là toàn bộ. Vì thế tôi sẽ nói khá nhiều kèm thêm một chút dự đoán, bởi có thể những gì tôi nói sẽ mất hết giá trị khi chapter ra đầy đủ. Theo đó thì chúng ta chưa biết tiêu đề của chapter này. Còn trang bị của chapter tiếp tục là cover story về chuyến du hành của Yamato, đứa trẻ tộc Oni. Và trong vở 6 này thì Yamato đã tới thăm ông trùm Hyogoro Hoa và Neko Mamushi. Chapter bắt đầu với nhiều hơn những phản ứng với nạn nô đạo hải tặc Hachinosu. Còn các thành viên trong đội đặc nhiệm Shaw, có thể bao gồm cả Kobe thì đang được chăm sóc hồi phục trong bệnh viện. Tatsugi thì đang nói chuyện với Smoker, lúc này cũng đang trên đường đi tới bệnh viện. Còn trong video thì Vekoban cũng tiếp tục thông điệp của mình, và lần này là nói về Ichikudi. Đặc biệt hấp dẫn đó là trong chapter này Yoro cũng đã xuất hiện, thậm chí cậu ta còn làm được nhiều hơn thế. Khi Yoro đang đối đầu với một nguồn lũ tinh, cụ thể chính là Thánh Phiên Nature. Theo đó thì nguồn lũ tinh này cũng đã nhận ra thanh kiếm bị nguyền rủa Sandaki Tetsu của Yoro. Chỉ mới là những thông tin đầu tiên nên chúng ta chưa biết gì nhiều, nhưng đối với tôi thì đây là một minh chứng cho thấy việc thanh kiếm của Venus Zoro chính là thanh Sodaki Tetsu, tức là Kitetsu đệ nhất. Dù sao thì cũng hy vọng Zoro sẽ thể hiện được nhiều hơn Sanji trước Thánh Sutton. Thông tin tiếp theo, ngoại trừ Thánh Venus Zoro đang đối đầu với Zoro thì toàn bộ các ngôi lũ tinh còn lại đã thẳng hướng con robot khổng lồ của đại mà lao tới. Và lúc này thì trong video, Vekoban cũng đã có một thông điệp dành cho những người có ký tự đi trong tên. Vì thế ngay sau đó thì Alpha Max chúng ta là hình ảnh của những Monkey D. Dragon, Muscle D. Tick, thậm chí là có cả Sabo và nhiều người khác. Trong số các bạn, Vekoban chỉ mới nói được bấy nhiêu thì các ngôn lô tinh đã lao vào tấn công hạ gục con robot, khiến cho chương trình phát sóng bị đột ngột kết thúc. Vậy là khả năng cao thì video của Vekoban đã chính thức khép lại tại đây. Và nếu như vậy thì nó cũng bình thường thôi. Bởi như tôi đã nói trước đó rồi, Vekoban cũng chỉ mới tìm hiểu được một vài phiến Bonnie Click, nên Vekoban phải ngừng lại để cho Robin còn có đất diễn. Ngoài ra thì đây cũng là phong cách của Oda rồi, tới cao trào lúc nào cũng ngưng lại. Dù sao thì thông tin cuối cùng đó là tuần sau One Piece vẫn có chapter mới, khá vui. Và chapter này thật sự có quá nhiều thông tin nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Vì thế hy vọng anh em thích video này và đừng quên like, đăng ký kênh, bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn.